Sau đó phạt xe bán xe lỗi trong cái danh mục của mình. Các con nhớ nha, né cái trường hợp bị không điểm. Thầy nói nha, ở trên đất thì có thể chấm trước, thầy sửa đổi lại cho để cho con. Nhưng con đi thi chắc chắn một điều rớt. Con đưa ở ngoài là không đúng cái danh mục mình là chắc chắn một điều rớt thôi, không nói gì. Định dạng của A, định dạng của A có nghĩa là cái này của A, nó nói rõ ha, định dạng chứ phải chèn không, chèn có gì sợ thành A nhé, còn đây là định dạng có nghĩa là nó có rồi, con chỉ cần bọc mét cho nó, lít cho khung, các con đừng nhớ đừng có quét khối, một A con làm chuyện cái nó là con lít cho nó, xong con lít cho cái khung, nhớ ha, bọc mét, có cái cái gì? Định dạng vật cuối cùng là đường sạch được mình nhắc lại với một A style Furex Arsenal Master Demo Furex một A style để nó là thế nào bây giờ Furex tức là cái nền màu mình phải nói có một điều trước khi chúng ta làm cái gì đó chúng ta nên cẩn thận như thế nào nhớ sống để mình chết mà thèm vô quay leo vô thèm chọn thèm chủ đề nghe rõ ha nhớ đây chịu khó chút xíu đi chúng ta đi chơi khung một mét chúng ta chúng ta red accent hai master bị cột red tức là nền màu đỏ ở đây chỉ có hai cái nền màu đỏ thôi cái này chưa red accent hai đó đấy chọn vừa nó nói tiếp gì ý tiếp theo là điều center là offset của tâm theo hướng của cái bộ ảnh là chúng ta ở trong đây là hiệu ứng khác với các bạn xe đồ thì chưa bóng xét của tâm là cái bóng đổ xuống dưới là những cái bóng mờ là bóng đổ xuống dưới cái bóng đổ lên trên rồi thấy rõ không nhìn thấy cái bóng mờ đó không cái này bóng đổ từ bên phải là offset right nè cái bóng đổ từ bên trái nè offset left nè đấy nha offset top right nè bóng đổ lên trên nè đổ bên phải nè đấy bóng đổ xuống dưới offset của tâm các con đừng có nhầm là với hiệu ứng hóc rổ hóc với hoàn toàn đây là một án của tên lên chọn thì còn là mà chúng ta cũng nó cũng có văn bản nó cũng có hiệu ứng với cách này đây như vậy nó cũng có sai lôi không nó cũng có giống là thế nào không nhưng mà cái này là hiệu ứng cho văn bản còn lại ở đây là hiệu ứng cho phiếu của bạn còn cái này test gì khác sai lôi các con vô đây và các con quét khối cái này và các con vô đây này muốn xem đôi được không là con sai đi được nói chưa sai nhá sai nhá tối rồi âm sợi eo xeo đỏ đỏ xuôi tinh dạng đỏ mối nguy cơ từ sạch còn nhau rẻ màu là red là xanh hai đây chờ 40% Yeah.
tim dịch ba lần cái đó một ba ba vô ba ra công thuộc lại trái 4.5 rồi ở đây phòng trình khoảng cách từ khung viền đến văn bản phòng test quốc tâm 2 quay 6 trình viền vô border entry chúng ta chọn phần option option để nghe không và con thấy phần test ba phần test quốc tâm 2 quay 6 và khi chúng ta chọn xong những cái màu chạm vào đây chúng ta muốn sửa lại được ha và chúng ta để nguyên được để điều nói không không sao không có chuyện gì tại vì chúng ta đâu có nói vấn đề này đâu do định dạng picture cột bên phải với picture tay là metro round và đa metro format cái kiểu là picture style metro round và đa rectangle cái gì round và cái hình đó và metro là nó có kiểu như thế nào nó kiểu là dày dày á còn hiểu không nó có kiểu dày dày mà nó một số sát metro round metro round và đa tức là nó là chuẩn chuẩn đó đó với chiều cao 2.35 và chiều rộng 2.42 vô sai bỏ này đi 2.35 2.42 test thì khác cho rất khác chữ T ở khu vực phải là Garden View Blue Action 1 cái này là văn bản test thì khác văn bản ở đây Garden View Blue Action 1 tức là cái nền nó màu gì không? Ở đây có xanh dương, xanh dương không? Xanh dương không? Cái này là phải cái này là phải chưa? Và cái gì không? Shadow là offset right. Shadow như đâu? Mà nó luôn. Chọn shadow. Offset right là góc độ về phía bên. Nha. Shadow và bỏ xuống. Thêm một cái con tim mắt cho trang nó là trung tâm tim học. Đúng không? Đúng không? Tay và cái máy. Cái tâm của tim mắt. Cái của tâm mắt ở đây bỏ cái chữ trung tâm tim học phong chữ nó là Ario với size 40 Selected at home. Which is a little bit